Viện Nghiên cứu Chiến tranh trụ sở tại Mỹ cho biết, Pavel Prigozhin, 25 tuổi, con trai thủ lĩnh quá cố của Wagner, Yevgeny Prigozhin, sẽ kế nhiệm cha mình để trở thành ông trùm của công ty quân sự tư nhân này. Pavel Prigozhin được cho là đang thảo luận với lực lượng vệ binh quốc gia Nga về việc để Wagner tiếp tục chiến đấu tại Ukraine. Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết, một kênh Telegram liên kết với Wagner nổi tiếng đã thông báo vào ngày 1 tháng 10 rằng con trai 25 tuổi của Yevgeny Prigozhin, Pavel Prigozhin, đã tiếp quản bộ chỉ huy của Wagner. Pavel Prigozhin đang đàm phán với lực lượng vệ binh quốc gia về hoạt động chiến đấu của Wagner tại Ukraine. Một tài liệu được chia sẻ trên mạng cho thấy ông Yevgeny Prigozhin để lại di chúc được ký vào ngày 2 tháng 3, trong đó giao phần lớn tài sản cho con trai mình. Theo The Times, ông Yevgeny viết, tất cả tài sản của tôi cùng với tài sản có thể được tôi mua lại trong tương lai sẽ để lại cho Pavel Yevgenievich Prigozhin. Ước tính thủ lĩnh Wagner quá cố nắm trong tay số tài sản trị giá 14,6 tỷ đô la Mỹ trước khi chết. Tài liệu trên chỉ ra số tiền mà Pavel Prigozhin thừa kế vào khoảng 100 triệu bảng Anh, hơn 120 triệu đô la Mỹ, một ngôi nhà 3 tầng ở thành phố Saint Petersburg, 9 công ty chứng khoán và cổ phiếu tại Concord. Đổi lại, Pavel Prigozhin phải chu cấp cho toàn bộ gia đình theo điều khoản của di chúc. Pavel Prigozhin và mẹ Lyubov có chân trong nhiều doanh nghiệp của ông Yevgeny Prigozhin, bao gồm công ty Nga Lataplast bị Mỹ trừng phạt hồi tháng 3 năm 2022. Theo các bài đăng của ông Yevgeny Prigozhin trên mạng xã hội, Pavel Prigozhin đã chiến đấu trong hàng ngũ Wagner ở Syria. Bộ Tài chính Mỹ cho biết Pavel Prigozhin kiểm soát nhiều công ty và các tổ hợp bất động sản sang trọng ở thành phố Saint Petersburg, đồng thời bị một số quốc gia trừng phạt, bao gồm Canada, Mỹ và Anh. Kể từ khi thành lập, Wagner bị nhiều nước cáo buộc vi phạm nhân quyền tại Syria, Libya, Cộng hòa Trung Phi, Sudan, Mali, Mozambique và gần đây nhất là ở Ukraine.